sau. Sáng mang đến nào ngừng quà của châu trượt mái kia sướng ta. Ơ, điền anh xong cái video rồi là xong rồi. Ừ. Đúng không? Còn những gì nữa không? Còn cái... Ui, thôi em điền luôn cái mong cầu hay gì à? Tại vì là em gửi ảnh cho anh ấy, em... Nếu mà được thì anh ép ảnh giúp em không? Anh sẽ đánh vào một cái file thôi, gửi lại cho anh Huy. Không được gửi ảnh thế. Còn bây giờ đến giờ anh em đi đánh cầu rồi. Thế thì là mất cái câu đi. Thôi này là cậu đánh hết thì đứa nào tối về đứa nào đánh của đứa đấy đi. Xong gửi cho Ấn Độ. Đâu có đánh hết. Công, mất công. Để một mình một mình. Chụp cái ảnh xong là gầy cơ ấy. Đừng sao chép. Không. Không không. Gửi về người phải gửi tử tế. Sao chắc đổi tí ấy của đâu nếu mà không thì đứa nào đánh của đứa đấy. Xong rồi gửi. Đánh đồ chỉ có đánh nhau nha. Đồ chỉ. Em đi đánh đi. Đánh đi làm gì. Giấy thì viết dài, mưu văn thì viết lớp trang. Mình viết lại bắt người ta đánh lại nào rồi. Chịu khó đánh em, bây giờ đây. Đợi em cung tay rồi. Anh đánh cho mày ba người. Em ngửi em rồi. Bạn ghi cho tụi em muốn nghỉ ngờ đấy thôi. Để tí nữa anh ghi là. Thậm chí em còn không muốn sống nữa. Quá là ghê luôn. Anh Sáng, Giang với cả Thuận.